Kính chào quý vị và các bạn. Ngày 12 tháng 7 tới đây thì Thường trực Tòa án Trọng tài Quốc tế sẽ có những cái phán quyết về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Trong cái chương trình hôm nay thì chúng tôi có mời đến trường quay Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Khoa học Bộ Công an để cùng bàn luận về những cái vấn đề này. Trước tiên xin cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã tham gia chương trình. Thưa tiến sĩ thì dư luận đang quan tâm về vấn đề này rất là nhiều chiều và nhiều cái thông tin khác nhau. Vậy thì với cái góc độ nghiên cứu của tiến sĩ thì tiến sĩ có thể cho biết là tại sao Philippines lại kiện Trung Quốc và cái nội dung của vụ kiện này thế nào? Đúng là vấn đề cái vụ Philippines kiện Trung Quốc trở thành một cái tâm điểm thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Và vì chúng ta nhớ là Biển Đông hiện nay trở thành một trong những điểm nóng của thế giới. Thì trong trường hợp tranh chấp giữa Trung Quốc với Philippines này, thì Philippines lựa chọn cái đưa ra tòa trọng tài thường trực quốc tế lại để kiện Trung Quốc là vì Philippines cũng đã đối thoại với Trung Quốc bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế nhiều năm nay rồi. Nhưng mà Tổng thống Aquino thấy rằng tiếp tục theo đuổi cái biện pháp trao đổi hòa bình với Trung Quốc sẽ không có thành công. Và buộc lòng ông ta phải chuyển sang cái phương thức tức là dùng một cái quan tài phản quốc tế. Chính Philippines lựa chọn cái phương thức là kiện Trung Quốc tại tòa thường trực trọng tài La Hay. Về tư cách phạm nhân, cái tòa trọng tài thường trực này là một cái quan tài phản quốc tế của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà cái tòa thường trọng tài này không có quyền phán quyết những vấn đề tranh chấp về chủ quyền. Vì thế trong hồ sơ Philippines kiện Trung Quốc dày 4.000 trang á, thì Philippines tập trung vào 15 điểm. Nhưng cái linh hồn quan trọng nhất của cái hồ sơ kiện này là gì? Yêu cầu tòa trọng tài thường trực ở La Hay phải đưa ra phán quyết nói rằng cái yêu sách đối vùng nước trong đường chín đoạn của Trung Quốc là đi ngược lại với Công ước Luật Biển năm 1982, cái UNCLOS. Toàn bộ vấn đề nằm ở chỗ này. Vâng, thưa tiến sĩ thì qua cái thông tin mà Philippines khởi kiện Trung Quốc về vấn đề trên Biển Đông như vậy thì phía Trung Quốc cũng có những cái phản ứng gay gắt. Và theo tiến sĩ thì tại sao Trung Quốc lại có những cái phản ứng như thế và lại không muốn bác bỏ cái vụ kiện này? Năm 2013 thì Philippines gửi hồ sơ lên tòa trọng tài thường trực quốc tế để kiện Trung Quốc. Ngay lúc ấy, Trung Quốc đã tuyên bố công khai với thế giới rằng cái tòa trọng tài thường trực La Hay này không có tư cách pháp nhân, không có chức năng, không có quyền hạn thụ lý và giải quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc. Vì thế họ không tham gia. Cái điều thứ hai là họ nói rằng giữa Trung Quốc và 10 nước ASEAN đã có một cái tuyên bố ứng xử các bên trên Biển Đông, cái gọi là DOC đấy. Và quan điểm Trung Quốc nói rằng bản thân cái DOC này là nó là một giải pháp cho cái tranh chấp rồi, không cần về cái quan tài phản quốc tế nữa. Đấy là cái lý do mà Trung Quốc phản đối cái vụ kiện này và không tham gia vụ kiện này. Nhưng thực chất cái điều họ không nói ra là thế này. Bản thân Trung Quốc hoàn toàn không có cơ sở pháp lý nào đối với xác định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cả. Đặc biệt, đối với yêu sách đường lưỡi bò, năm 2009, họ gửi công hàm Liên Hợp Quốc. Lần đầu tiên Trung Quốc công bố cái quan điểm của mình nói rằng Trung Quốc có chủ quyền đối vùng được bao trùm trong đường lưỡi bò hay đường chữ U chín đoạn. Đấy là một con đường rất mơ hồ. Cả thế giới là hỏi Trung Quốc mà không một quan chức, một nhà khoa học Trung Quốc giải thích được cả. Chính vì không có cơ sở pháp lý, cho nên họ rất sợ các nước kiện Trung Quốc. Như vậy thì trên cơ sở những nghiên cứu, những cái dữ liệu thì tiến sĩ có dự đoán thế nào về cái phán quyết của tòa trọng tài thường trực quốc tế, cái phiên tòa này có lợi cho Trung Quốc hay là có lợi cho Philippines? Ngày mai tòa sẽ phán quyết như thế nào? Đây là một câu hỏi lớn.
cực khổ. Tôi nghĩ có thể có mấy phương án thế này. Phương án thứ nhất là tòa trọng tài sẽ đưa ra cái mà Philippines yêu cầu, cái linh hồn của Philippines yêu cầu, cái nội dung của vụ kiện này là thế này này. Yêu cầu tòa trọng tài đưa ra phán quyết nói rằng tất cả các cái địa vật ở Trường Sa, ở Trường Sa là có 100 cái địa vật mà ta hay gọi là đảo. Thực chất đảo là gì? Đều theo quan niệm quốc tế là một vùng đất đã nổi lên trên mặt biển khi thủy triều lên, đủ điều kiện cho con người sinh sống. Chứ còn 100 cái địa vật ở Trường Sa chủ yếu là chìm dưới nước. Khi thủy triều lên thì nổi nhô lên một mỏ, có thể là 1-2 mét. Thủy triều xuống thì nhô lên, thủy triều lên thì chìm xuống. Đại bộ phận nằm dưới nước biển. Và nếu như tòa trọng tài đưa ra phán quyết tốt nhất, tức là ở Trường Sa chỉ có hai loại thôi ạ. Cái loại thứ nhất là các đá nửa chìm nửa nổi. Nửa chìm nửa nổi thì cái loại này theo công ước Luật Biển 1982 hoàn toàn không có vùng lãnh hải mà xung quanh. Hoàn toàn không có đặc quyền kinh tế ra mà đi. Đây là nửa chìm nửa nổi. Cái loại thứ hai là đá và đảo. Đá và đảo đã nổi hẳn lên. Vắc đảo có người ở. Cái loài này có vùng lãnh hải 12 hải lý. Riêng đảo còn có 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế nữa. Thế nếu mà tòa trọng tài phán quyết như thế này thì hoàn toàn có lợi cho Philippines và bất lợi cho Trung Quốc. Đây là khả năng người ta gọi optimal tốt nhất. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ tòa trọng tài cũng phải lựa chọn để đưa ra cái phán quyết nó vừa mức hơn, vẫn có lời cho Philippines, nhưng sẽ không đẩy Trung Quốc đến chân tường. Cái khả năng này là nhiều hơn. Ví dụ, ngày mai tòa trọng tài sẽ phán quyết rằng toàn bộ các cái đá chìm ở Trường Sa là không có tư cách pháp nhân để xác định hải phần 12 hải lý. Hoàn toàn không có khả năng xác định 200 hải lý đặc quyền kinh tế. Trừ một số trường hợp đặc biệt thì gọi là đá thì có 12 hải lý. Ngoài ra, nếu mà cái diễn biến tích cực thì có khả năng tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết rằng những cái yêu sách đối vùng nước trong đường chín đoàn là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Cái điều thứ ba, tòa trọng tài có thể đưa ra những cái hoạt động của Trung Quốc cải tạo các cái đá chìm ở Trường Sa là vi phạm đến cái luật bảo vệ môi trường sinh thái ở biển. Nhưng chúng ta cũng không loại trừ những cái kịch bản khác ạ. Có thể tòa trọng tài sẽ không đề cập đến tất cả những vấn đề này mà đưa ra những vấn đề chung thôi ạ. Những vấn đề chung mà cũng không thiên về một bên nào cả. Cái khả năng thứ ba nữa, tòa trọng tài thường được có thể đưa ra cái phán quyết trong toàn bộ cái Trường Sa trên 100 cái địa vật như vậy, chỉ có đảo Ba Bình mà hiện nay Đài Loan chiếm giữ là đảo, tất cả các địa vật khác đều là đá hoặc nửa chìm nửa nổi. Thì nếu như tòa trọng tài đưa ra phán quyết rằng Ba Bình hiện nay Đài Loan kiểm giữ là đảo, như vậy là Ba Bình có quyền thiết lập vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Và như vậy nó chồng lấn đến toàn bộ các cái khu vực, các cái đảo đá khác của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Và nên nhớ rằng nếu như mà cái Ba Bình được xác định là đảo duy nhất ở Trường Sa, có khả năng xác lập vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý nữa, thì như vậy dù là của Đài Loan đang chiếm
thì Trung Quốc người ta vẫn có khả năng xua đuổi các tàu thuyền Việt Nam, Philippines đánh bắt cá trong vùng này. Cái tinh thần chung của dư luận quốc tế cho rằng cái phán quyết ngày 12 tháng 7 này thiên về cái có lợi cho Philippines mà bất lợi cho Trung Quốc, cả trên phương diện pháp lý công pháp quốc tế, cả trên phương diện chính trị ngoại giao. Nếu như mà tòa án trọng tài quốc tế sẽ đưa ra phán quyết bất lợi cho Trung Quốc, vậy thì theo dự báo của tiến sĩ thì Trung Quốc sẽ có những phản ứng như thế nào? Nếu như mà ngày mai mà tòa trọng tài thường trực phán quyết mà bất lợi cho Trung Quốc thì họ sẽ làm gì? Có mấy khả năng họ sẽ làm. Một, khả năng này là khả năng mà khá hiện thực. Đây là họ sẽ tiếp tục quân sự hóa Biển Đông. Cái phản ứng thứ hai là Trung Quốc sẵn sàng bồi đắp Scarborough. Scarborough là của Philippines. Đối diện phía Tây, nằm phía Tây của cái căn cứ Subic quan trọng nhất của Philippines. Khả năng thứ ba là họ sẵn sàng tuyên bố là thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Họ đã chuẩn bị rồi, các kịch bản có sẵn rồi. Xem như cái phán quyết của tòa trọng tài là một cái cớ để họ thiết lập vùng nhận dạng phòng không. Ngoài ra những việc khác họ có thể làm, ví dụ như là tiếp tục bao vây cái đảo Cỏ Mây, không ngăn cản Philippines tiếp tế vào đấy nữa, rồi làm một loạt việc khác, tăng cường thêm cái tàu hải giám để xua đuổi các cái tàu cá của nước ngoài hoạt động trong một cái vùng cái gọi là đường chín đoạn của trong cả phương này. Thì tôi cho nếu như Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không là cái hành động nguy hiểm nhất, nó sẽ đụng chạm lợi ích của rất lớn của cộng đồng quốc tế. Ngày 30 tháng 6 vừa rồi thì Philippines có thay đổi trong hệ thống chính trị, đó là có tổng thống mới. Vậy như vậy là một khi mà có tổng thống mới thì khả năng cái thay đổi về chính sách đối ngoại của Philippines đối với Trung Quốc và Mỹ có những cái thay đổi. Vậy thì theo tiến sĩ thì những cái tác động thay đổi trong cái đối ngoại đó nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề mà tranh chấp Biển Đông như thế nào? Suốt thời kỳ tranh cử thì ông Duterte hiện nay tổng thống đấy ạ, đưa ra một chương trình tranh cử về chính sách đối nội là vực dậy nền kinh tế, đối ngoại là tổ chức đối thoại với Trung Quốc. Và ngay sau khi nhậm chức, tổng thống Duterte cũng đã bắt đầu điều chỉnh chính sách đối ngoại. Quan điểm của Duterte là vẫn hợp tác với Mỹ về mặt quân sự an ninh, nhưng không dựa hẳn vào Mỹ. Đồng thời trong cái hợp tác với Hoa Kỳ như vậy thì Duterte mở ra một cánh cửa đối thoại hợp tác với Trung Quốc. Và Trung Quốc cũng biết được điều này. Nhưng khi Duterte thắng cử tổng thống thì Trung Quốc cũng đã đưa tin rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác. Cánh cửa đối thoại Manila luôn luôn mở đối với Bắc Kinh. Và thậm chí rằng Trung Quốc cũng biết rằng ông Duterte cũng khó khăn về kinh tế, cũng có một nhu cầu rất lớn cần nguồn tài chính để đầu tư vào cái cơ sở hạ tầng của Philippines, cái hệ thống đường sắt, đường bộ cao tốc. Thậm chí Trung Quốc còn nhắn tin, đưa tin rằng Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ Philippines tạo ra giống lúa để Philippines trong một thời gian ngắn nhất có thể tự túc lương thực được. Như vậy xem ra từ 30 tháng 6 trở đi, chính quyền Manila dưới ông sự lãnh đạo của Duterte có khả năng cái quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc sẽ phát triển theo một chiều hướng khác. Và cái điều này tác động trực tiếp đến cái các cuộc tranh chấp và giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Nhưng tôi nghĩ rằng có điều chỉnh, cái điều chỉnh Duterte đối với quan hệ với Trung Quốc và Mỹ cũng chỉ có trong một biên độ giới hạn thôi. Ông Duterte không thể
từ bỏ các cam kết với Hoa Kỳ trên lĩnh vực quân sự và an ninh được. Chỉ có mở rộng đối thoại với Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là mở rộng hợp tác kinh tế với Trung Quốc, cái điều này chắc chắn có xảy ra. Nhưng cái biến độ điều chỉnh cũng đến mức nhất định thôi. Nhưng muốn hay không muốn thì cái điều này cũng tác động đến cái tranh chấp Biển Đông. Tác động đến cái cố kết trong nội bộ của nước ASEAN. Đặc biệt tạo ra cái thống nhất của mỗi nước ASEAN trong vấn đề giải quyết Biển Đông. Vâng. Xin cảm ơn những cái trao đổi rất là thú vị và rất là nhiều thông tin của tiến sĩ Lê Văn Cương. Qua những cái thông tin vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là bức tranh căng thẳng ở Biển Đông đang có nhiều chiều và nhiều xu hướng. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia của Thiếu tướng Lê Văn Cương.